8 loài động vật kỳ lạ và hiếm gặp nhất được phát hiện trong rừng rậm Amazon. Vũ trụ huyền bí xin chào các bạn. Bạn thân mến, Amazon là khu rừng rộng lớn chứa đựng nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá hết. Được coi là một ngôi nhà lớn, cái nôi của hàng triệu loài động vật. Ở đây, các loài động vật cùng sinh trưởng, phát triển hay chiến đấu để sinh tồn theo quy luật của tạo hóa. Có những loài mang trong mình hình hài vô cùng kỳ dị. Có những loài sở hữu nọc độc khiếp sợ, nhưng cũng lại có những loài dù không ưa nhìn, nhưng nó lại cực kỳ thân thiện và hữu ích đối với chúng ta. Hãy cùng Vũ trụ huyền bí khám phá về 8 loài động vật kỳ lạ và hiếm gặp nhất được phát hiện trong rừng rậm Amazon ngay trong video hôm nay. Đại bàng Happy. Ánh mắt đăm chiêu và biểu cảm tốt hơn là đừng có phiền anh, khiến con vật này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đại bàng Happy có tên khoa học là Happia happia. Ngoài cái tên này, chúng còn được gọi là đại bàng châu Mỹ để phân biệt với đại bàng Papua hay đại bàng Happy New Guinea. Riêng ở Brazil, loài chim khổng lồ này được đặt tên là chim ưng hoàng gia, bởi trên đầu chúng có một số cọng lông phát triển dài hơn mức bình thường và giống vương miệng của vua. Hiện nay, loài chim này chỉ còn một số ít sinh sống ở các khu rừng nhiệt đới ở Trung Mỹ và Brazil. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân khiến đại bàng Happy bị giảm số lượng nghiêm trọng trong vài thập kỷ trở lại đây là do môi trường sống bị phá hủy. Với bộ móng vuốt dài và cực kỳ sắc bén, cộng thêm kích thước cũng như sải cánh khủng, đại bàng Happy được mệnh danh là loài chim săn mồi lớn nhất, mạnh mẽ nhất trong rừng nhiệt đới. Trong môi trường tự nhiên, đại bàng Happy cái thường nặng từ 6 đến 9kg. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp ghi nhận được có cá thể nặng hơn 10kg. Trong đó, con đại bàng cái lớn nhất từng ghi nhận có tên là Jezebel, nặng 12,3kg. Theo ghi nhận, đại bàng Happy có chiều dài từ 86 đến 107cm và sở hữu sải cánh dài từ 176 đến 224cm. Chính điều này khiến chúng bị nhiều người lầm tưởng là người mặc trang phục chim khi lần đầu gặp. Thông thường, thức ăn chính của đại bàng Happy là các loài linh trưởng sống trên cây như khỉ hoặc lười. Tuy nhiên, trong mùa khan hiếm thức ăn, chúng có thể săn cả linh dương hoặc hươu nhỏ. Được biết hiện tại, có nhiều nước ở Trung và Nam Mỹ đã bắt tay nhau trong việc bảo tồn cũng như nhân giống loài đại bàng Happy. Theo đó, sau nhiều năm làm việc tích cực, số lượng loài chim khổng lồ này bắt đầu tăng trưởng trở lại trong tự nhiên. Ếch thủy tinh. Một nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha đã cất công đi tới khu rừng mưa nhiệt đới Montevet ở Costa Rica để ghi lại những hình ảnh hiếm có về loài ếch thủy tinh, một trong những sinh vật lưỡng cư kỳ lạ nhất trên hành tinh. Ếch thủy tinh có tên khoa học là Hyalinor bachartium valerioi, thuộc họ lưỡng cư Centrolenidae. Chúng được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1872. Điểm đặc biệt về loài lưỡng cư này là chúng sở hữu lớp da hình mắt lưới trong suốt như thủy tinh. Không chỉ có tác dụng ngụy trang, làn da của ếch thủy tinh còn làm được nhiều việc khác, chẳng hạn như thở để hấp thụ nước. Tuy nhiên, đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất ở loài sinh vật này, vì nó là nguyên nhân khiến chúng rất dễ bị nhiễm trùng da. Mặc dù màu nền da của hầu hết các con ếch thủy tinh chủ yếu là xanh lá cây và vàng nhạt, lớp da bụng của một số thành viên thuộc họ ếch này có đặc điểm trong mờ. Nhờ đó, các nội tạng, kể cả tim, gan và đường tiêu hóa có thể nhìn thấy rõ qua làn da trong mờ, đặc điểm tạo nên tên chung của loài. Được biết, ếch thủy tinh luôn di chuyển tới sông để đẻ trứng nhưng cư trú chủ yếu trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Bởi vậy mà con người rất khó tìm kiếm và thu thập mẫu về ếch thủy tinh. Không chỉ do kích thước tí hon và màu sắc của chúng, mà còn vì môi trường sinh trưởng tự nhiên của loài thường là những nơi khó tiếp cận. Chẳng hạn như dọc các sông suối, nơi địa hình hiểm trở. Điều đặc biệt là các thành viên trong họ lưỡng cư Centrolenidae thường chỉ sở hữu một cơ thể rất tí hon, chỉ 20-30mm. Nhưng cũng có một số loài như ếch thủy tinh Centrolenidae trichoidium, cư trú ở Colombia và Ecuador, có thể đạt kích thước lớn hơn. Chim pertu. Những bức hình loài vật được chia sẻ trên mạng thường vì nhiều lý do, bởi chúng dễ thương, đáng yêu hay dữ tợn, đáng sợ. Tuy nhiên, chim pertu lại là một trường hợp đặc biệt, khi bức ảnh nào cũng cho thấy chúng đang kinh hãi. Tuy nhiên, không phải loài chim này nhát gan hay bị đe dọa, mà chỉ bởi cấu trúc gương mặt của chúng sinh ra là đã có sẵn như vậy. Chim pertu chủ yếu sống ở nửa phía bắc của Nam Phi.
Chúng có mỏ to và đôi mắt lớn, hỗ trợ cho việc săn mồi vào ban đêm. Ban ngày, chúng thích đậu bất động trên những cành cây hay gốc cây. Đặc biệt với bộ lông màu ghi nâu còn giúp chúng ngụy trang bản thân khá tốt. Những cảm xúc thường trực trên gương mặt trông như thể chúng vừa nhìn thấy một điều gì đó rất đáng sợ, hoặc phải đang vô cùng tuyệt vọng. Nhiều người cho rằng loài chim này sẽ là cặp bài trùng hoàn hảo với chú mèo cau có Grumpy Cat. Chim Bertu có kích thước khá lớn, với chiều dài khoảng 30-40cm và cân nặng khoảng 200-300g. Tuy nhiên, vẻ ngoài xấu xí và đôi mắt to tròn vàng vọt của nó đã khiến nó trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân địa phương. Họ tin rằng chim Bertu là sứ giả của địa ngục, và nếu nhìn thấy chúng thì sẽ gặp xui xẻo. Nhưng thực tế thì chim Bertu lại là loài chim vô hại. Chúng không hề có hành vi tấn công con người. Trên thực tế, chim Bertu còn có thể giúp ích cho con người bằng cách ăn côn trùng, giúp bảo vệ cây cối và mùa màng. Theo đó, dù có mang vẻ ngoài xấu xí thế nào đi chăng nữa, thì đây vẫn là một trong những loài chim kỳ lạ và hiếm có nhất trên thế giới. Khỉ vàng sư tử Tamarin. Khỉ vàng sư tử Tamarin hay còn được gọi là giống khỉ vàng nhỏ, là một giống khỉ nhỏ thuộc họ Colnichidae. Chúng có nguồn gốc từ những khu rừng ven biển Đại Tây Dương ở Brazil. Giống như tên gọi của nó, khỉ vàng sư tử Tamarin có bộ lông màu đỏ cam với vàng nâu, mình của nó dài và sẫm màu hơn so với lông mặt. Loài khỉ này chủ yếu sống trên cây, tạo thành những nhóm sống trong một khu rừng 400.000m2. Các nhóm sẽ đánh dấu lãnh thổ của mình bằng mùi hương. Ban đêm, chúng thường ngủ trong các tổ trên cây. Được biết, một con khỉ vàng sư tử có thân mình dài khoảng 33,5cm, đuôi 40cm và trọng lượng tối đa là 7g. Những con cái khi mang thai có thể đạt tới trọng lượng 8g, trong khi bình thường chúng chỉ nặng 5,5g. Đặc biệt, khỉ Tamarin có thể trưởng thành ở giai đoạn 56-75 ngày và có khả năng sinh sản khi 18 tháng tuổi. Mùa sinh sản kéo dài từ tháng 9 tới tháng 3 sang năm, trong đó thời kỳ mang thai chỉ kéo dài có 126-136 ngày và thường sinh đôi hoặc sinh ba. Khỉ Tamarin thọ khoảng 8 tuổi, tuy nhiên do môi trường và từng bị săn bắt nhiều nên ngày nay trên thế giới, loài khỉ độc đáo này chỉ còn khoảng 1.000 cá thể phân bố trong tự nhiên và khoảng 490 con sống trong các vườn thú cũng như trung tâm nghiên cứu. Thằn lằn Basilisk. Thằn lằn Basilisk còn được gọi với cái tên là thằn lằn Chúa Giêsu Kitô do khả năng đáng kinh ngạc của mình là có thể chạy như bay trên mặt nước. Giống thằn lằn Basilisk nổi danh là hung thần trong truyền thuyết xa xưa. Nó có thân mình như rắn và đầu như rồng, có màu nổi vô cao, thoát ẩn, thoát hiện và thở ra một thứ khí độc giết chết mọi loài thú đến gần. Nhưng sự thực con vật trong truyền thuyết xưa thực ra chỉ là một giống kỳ đà có màu, sống chủ yếu ở rừng nhiệt đới Trung Mỹ và là loài máu lạnh. Chúng sinh sống trong các hốc cây để hâm nóng nhiệt độ cơ thể. Khi giật mình bởi kẻ thù, những con thằn lằn Chúa Giêsu thường nhảy xuống một con suối hoặc dòng sông để tẩu thoát. Loài này thường chạy rất nhanh, chúng có thể đạt được tốc độ từ 15 đến 16 dặm một giờ. Nếu như chúng có kích thước lớn như một con người thì vận tốc đó sẽ là 800 dặm một giờ. Và cũng chính vì sự nhanh nhẹn trên nên chúng có thể chạy trên mặt nước như bay. Thân hình của những con thằn lằn này rất nhẹ, giữa các ngón chân có một màng mỏng khi chạy trên nước chúng xòe ra. Chúng chạy bằng hai chân sau và lấy đuôi làm thăng bằng, cho tới khi hết sức, chúng tự cho chìm xuống nhưng cũng không thể chết đuối vì chúng bơi rất giỏi. Lười Sloth. Lười là một phân bộ động vật thuộc về họ lười hai ngón và họ lười ba ngón, sống chủ yếu trong các rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ. Đặc trưng chung của những con lười là sự chậm chạp và lười vận động, cùng với ngoại hình trông có vẻ khá đần. Sự thờ ơ với mọi thứ xung quanh khiến không ít người nghĩ rằng chúng chậm tiến hóa và tụt hậu so với sự phát triển của các loài động vật khác. Thế nhưng đây lại chính là sự tiến hóa để thích nghi với môi trường sống không có nhiều chất dinh dưỡng của chúng. Lười là một trong những loài động vật có vú, có tốc độ và tập tính sinh hoạt chậm chạp nhất hành tinh. Nguyên nhân của sự chậm chạp này một phần do thị lực kém của chúng. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, loài lười đã mất khả năng nhìn từ khoảng 60 triệu năm trước. Vì vậy, vào ban ngày, một con lười thực sự không thể nhìn thấy gì vì quá sáng. Di chuyển chậm chính là một sự tiến hóa để đảm bảo an toàn cho loài thú này. Khi không thể nhìn, chúng chỉ có thể chậm chạp bò từng bước, cảm nhận môi trường xung quanh một cách cẩn thận để không bị rơi khỏi cây. Không chỉ thế, chậm chạp cũng mang lại nhiều lợi ích cho loài lười. Đầu tiên, chúng tiết kiệm một năng lượng khổng lồ.
Trên thực tế, con lười sử dụng năng lượng ít hơn khoảng 90% so với động vật có vú trung bình. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi chúng ăn rất ít, chỉ vài chiếc lá trong một ngày. Chậm chạp cũng giúp con lười tránh bị phát hiện. Rất dễ dàng nhận thấy những con lười chậm chạp đến mức những kẻ săn mồi như báo đốm và đại bàng, những loài săn mồi tập trung vào chuyển động của con mồi sẽ không dễ dàng phát hiện ra chúng. Lười cũng là động vật đặc biệt khi có thể quay đầu 270 độ do có thêm các đốt sống phụ ở cổ. Điều này cho phép chúng đánh hơi thấy những kẻ săn mồi đang đến từ hầu hết mọi hướng. Đây chính là một lợi thế đặc biệt hữu ích khi chúng dành gần như toàn bộ thời gian để bất động trên cây. Dệt dầu cù lạc. Được biết đến như một loài côn trùng có đầu gần giống một cù lạc chưa được bóc vỏ. Dệt đầu lạc có nguồn gốc từ các nước Trung và Nam Mỹ như Brazil, phổ biến trong khu vực Amazon, Ecuador, Colombia, Venezuela và Bolivia. Với ngoại hình lạ, đúng như cái tên của chúng có cái đầu hình cù lạc chưa bóc vỏ. Cái đầu sần của chúng có thể kéo dài khoảng 10 đến 12 cm và có nhiệm vụ đánh lừa kẻ thù cũng như có thể phóng một số loại chất độc để tự vệ khi cần thiết. Khi bị kẻ thù tấn công, mắt giả màu vàng của chúng phát quang hiện lên ở cánh sau và thải ra chất có mùi rất khó chịu để đuổi kẻ thù. 8 loài rắn kỳ lạ và hiếm gặp nhất hành tinh mà bạn sẽ không tin là chúng thực sự tồn tại. Rắn vảy gai. Các nguồn tin khoa học khẳng định rắn vảy gai là một trong những loài rắn có ngoại hình xấu xí nhất, với vẻ ngoài là những chiếc gai nhọn xếp đè lên nhau. Không giống với đồng loại của mình, rắn vảy gai hay còn được gọi là Arthritis hispida được bao bọc bởi những chiếc gai nhọn xếp đè lên nhau. Đây là loài rắn sống ở rừng nhiệt đới Trung Phi. Tuy kích thước nhỏ nhưng cực độc, rắn vảy gai được chú ý bởi đôi mắt khổng lồ với bộ da xù xì đặc trưng. Địa bàn hoạt động chính của loài rắn độc này là Bắc Phi và Trung Phi. Với ngoại hình ấn tượng, rắn mọc rừng, tên khác là Hornet Viper, đã trở thành một trong những loài rắn lạ nhất thế giới. Chiều dài trung bình của loài này dưới 50 cm. Đa phần những con rắn thuộc loài này có sừng trên hai mắt, nhưng một số lại không. Chính vì vậy, đến giờ nhiều người vẫn không hiểu chức năng của đôi sừng này là gì. Rắn độc đuôi nhện. Rắn đuôi nhện là một loài trong họ rắn lục, là loài rắn đặc hữu sống tại các vùng sa mạc ở phía tây Iran. Loài rắn này được các nhà khoa học phát hiện lần đầu tiên vào năm 1968. Nhưng phải đến năm 2006, các nhà khoa học mới có được một mẫu vật sống để kiểm tra và xác định rằng đây là loài rắn hoàn toàn mới. Là một loài rắn sở hữu chất độc chết người, rắn đuôi nhện sử dụng một cách thức hết sức đặc biệt và thú vị để săn mồi. Theo đó, phần đuôi của loài rắn này có những phần vảy cứng, tơ ra như chân nhện, khiến chiếc đuôi rắn giống hệt như một con nhện hoàn chỉnh. Đó cũng là lý do loài rắn này có tên rắn đuôi nhện. Và thay vì săn hoặc truy đuổi con mồi, rắn đuôi nhện sẽ nằm ẩn nấp trong cát hoặc đá, đưa phần đuôi giống nhện lên cao rồi ngoe ngoẩy để dụ dỗ con mồi. Đặc biệt, không chỉ hình dáng giống nhện, phần đuôi của loài rắn này cũng bắt chước cách chuyển động của nhện để trông giống như một con nhện thực sự. Phần đuôi nhện này sẽ thu hút sự chú ý của các loài động vật ăn nhện, đặc biệt là các loài chim ăn côn trùng. Khi những con chim này lao xuống để săn mồi, chúng không ngờ rằng bản thân lại trở thành con mồi cho loài rắn đuôi nhện. Ngoài ra, rắn đuôi nhện cũng sử dụng phần đuôi của mình để dụ dỗ và săn một số loài rắn khác trong khu vực sống của mình. Thế nhưng có một điều kỳ lạ là dù là một loài rắn sở hữu nọc độc chết người, loài rắn đuôi nhện lại trở thành vật nuôi yêu thích của một bộ phận người yêu bò sát tại Iran vì sở hữu chiếc đuôi độc đáo và cách thức săn mồi ấn tượng. Tình trạng săn bắt trộm loài rắn này đã xảy ra phổ biến tại Iran, dù số lượng loài rắn này ngoài tự nhiên là không còn nhiều. Rắn mũi lá. Rắn mũi lá được tìm thấy bởi du mục người Pháp Paris Joseph Bonitieri. Ông cũng là một nhà động vật học ở bảo tàng Paris. Rắn mũi lá sở hữu chiếc mũi giống như một chiếc lá tua và có thể uốn cong. Đây cũng là những đặc điểm quan trọng nhất của loài rắn lá Madagascar. Cho đến nay, mục đích của việc biến đổi hình dáng mũi kỳ lạ này vẫn chưa chắc chắn. Trong khi rắn đực có phần lưng màu nâu đỏ và vùng bụng vàng nhạt với phần miệng dài thon, thì rắn cái có màu xám đốm với một cái mõm hình lá, dẹt. Loài rắn này có thân hình vô cùng mảnh mai, dài tới 1,2 mét và hầu như không có bất kỳ mô nào khác ngoài cơ bắp. Được biết, rắn mũi lá chỉ sống ở Madagascar và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Giống như nhiều loài rắn châu Á, rắn mũi lá thường sống trên cây và ăn thằn lằn.
Đây là một loài rắn độc sẽ khiến người bị cắn vô cùng đau đớn nhưng lại không hề nguy hiểm đến tính mạng. Rắn xương Cephalopidae. Đây là một loài thuộc họ rắn mù. Chúng có ngoại hình rất giống giun đất nên thường bị nhầm. Tuy nhiên, rắn giun có màu đen bóng. Nếu nhìn dưới ánh sáng thì sẽ thấy da chúng ánh lên. Rắn giun có vảy và không phân đốt, đặc điểm để phân biệt với giun đất. Đặc biệt, rắn giun cũng có một chiếc lưỡi trẻ đặc trưng của loài rắn. Rắn giun có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên thế giới, thường ưa thích những nơi có khí hậu ôn hòa. Nơi ở ưa thích của chúng là nơi nhiều gỗ mục và dưới đất ẩm, gần tổ kiến, tổ mối. Chính vì vậy mà những người nông dân thường rất dễ bắt gặp rắn giun mỗi khi cuốc đất trên đồng. Dù kích thước của chúng rất bé, nhưng khá nhiều người kinh sợ trước loài rắn này. Trong dân gian thường đồn đại rằng, rắn giun cực kỳ độc và chỉ cần bị cắn chúng là cầm chắc cái chết. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Rắn giun là một loài vật hoàn toàn vô hại với con người. Miệng của chúng quá bé và không có răng nanh nên không thể cắn người. Chúng cũng không hề có nọc độc vì không cần phải săn mồi. Thức ăn chủ yếu của rắn giun là trứng kiến và trứng mối. Và cũng vì sống thường xuyên dưới lòng đất nên thị lực của rắn giun hoàn toàn suy giảm. Đôi mắt chúng không thể nhìn và chủ yếu sử dụng lưỡi để dò đường. Thông qua chiếc lưỡi này, chúng có thể nếm không khí và đánh giá độ ẩm, sự lay động trong không khí, mùi của các sinh vật khác và nơi dẫn đến thức ăn. Đây là loài sinh vật đơn tính, chúng không có con đực. Toàn bộ rắn giun được phát hiện trong tự nhiên đều là rắn cái. Chúng đẻ trứng và con non nở ra từ trứng cũng là con cái. Cũng giống như giun, rắn giun là loài hữu ích với con người. Chúng đào đất giúp cho đất tơi hơn, nhiều dinh dưỡng và thoáng khí, rất có lợi cho cây trồng. Rắn hổ kiêu bách. Trong thế giới động vật, có rất nhiều loài sở hữu chất độc để làm vũ khí bảo vệ chúng khỏi những kẻ thù cũng như để chúng có thể tiêu diệt con mồi một cách dễ dàng. Song các chất độc vốn là một loại hóa chất rất phức tạp và một khi tiết ra nó, các con vật cũng sẽ phải mất rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, tự nhiên kỳ thú lại có những câu chuyện rất khó tưởng tượng. Có những loài vật không tốn một công sức đầu tư tự thân nào mà vẫn có thể chiếm được chất độc của những con khác. Một trong những loài trộm chất độc nổi tiếng trong thế giới động vật là rắn hổ kiêu bách. Loài này sống chủ yếu ở Nhật Bản và sử dụng chất độc của nó chủ yếu để phòng thủ. Khi bị đe dọa, nó sẽ phình gáy lên, nơi có hai tuyến chứa đầy hóa chất bufadienoride, một loại hóa chất có thể gây khó thở và tác động mạnh đến cơ tim. Song ở hai tuyến gáy này lại không hề có bất cứ cơ quan sản xuất độc tố hay tế bào sản sinh độc tố nào. Đi tìm lời giải cho vấn đề kỳ quặc này của loài rắn hổ kiêu bách, nhóm nhà khoa học tại Đại học Old Dominion, Virginia, Mỹ đã thu thập các con rắn từ các đảo ở Nhật Bản. Sau khi nghiên cứu, nhóm đã phát hiện ra chất lỏng chứa đầy độc tố bufadienoride ở gáy của rắn hổ kiêu bách. Hóa ra lại có nguồn gốc từ chính chế độ ăn uống của loài rắn này. Được biết, rắn hổ kiêu bách ưa thích ăn thịt cóc, một loài động vật lưỡng cư có các mụn da nổi trên lưng chứa đầy chất độc bufadienoride. Khi rắn ăn những con cóc đầy chất độc này, nó sẽ tải chất độc lên cơ thể để chống lại những kẻ thù khi cần thiết. Thậm chí trong quá trình hấp thụ chất độc, rắn hổ kiêu bách còn có thể chuyển đổi để làm cho chất độc này mạnh hơn ban đầu. Không chỉ vậy, sau khi hấp thụ được loại chất độc này, những con rắn hổ kiêu bách vốn nhút nhát lại trở nên lì lợm đối mặt với kẻ thù hơn những con rắn thiếu chất độc có khả năng bỏ chạy khi đối mặt với nguy hiểm. Những con rắn mẹ tích trữ được nhiều lượng chất độc còn có thể truyền lại một phần dự phòng cho con non. Điều đó cũng giống như con người, khi bố mẹ giàu có thể sẽ truyền lại phần di sản cho con gái vậy. Rắn xúc tu. Rắn xúc tu là một loài rắn thủy sinh có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Đây là loài duy nhất sở hữu đặc điểm độc đáo trong họ rắn khi có hai xúc tu trên miệng. Hai xúc tu này được sử dụng để bắt mồi. Rắn xúc tu là loài rắn tương đối nhỏ, dài trung bình chỉ khoảng từ 50-90cm. Mặc dù có răng nanh độc, nhưng rắn xúc tu không được coi là nguy hiểm đối với con người. Răng nanh của chúng nhỏ và nằm sâu ở phía sau miệng. Nọc độc của nó chỉ phát huy tác dụng khi săn các loài cá nhỏ. Loài rắn này có thể được tìm thấy ở Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Chúng sống chủ yếu ở vùng nước đục, rộng lúa, suối và có thể tìm thấy chúng ở các vùng nước ngọt, nước lợ và nước biển. Rắn xúc tu đẻ trứng và con non được sinh ra sẽ sống luôn trong môi trường nước. Chúng dành cả cuộc đời ở dưới nước
và có thể ở dưới nước 30 phút mà không cần ngoi lên để hít không khí. Việc bắt cá được thực hiện thông qua một phương pháp phục kích độc đáo. Đuôi rắn xúc tu được sử dụng để bám níu giữ nó cố định dưới nước, trong khi cơ thể nó có hình chữ Z lộn ngược. Khi cá bơi trong khu vực đó, con rắn sẽ tấn công bằng cách tự kéo mình xuống, đầu hướng về phía con mồi và tấn công cực nhanh. Rắn ăn trứng châu Phi. Rắn ăn trứng châu Phi là loài rắn trong họ rắn nước được tìm thấy trên khắp lục địa châu Phi. Với thức ăn chính là trứng của các loài động vật khác, loài rắn này có đầu nhỏ, hẹp, thân hình mảnh khảnh, dài khoảng 0,8m. Mắt có đồng tử dẹt ở vị trí thẳng đứng, vảy bên hông nhỏ xíu nhưng có cạnh, đuôi khá ngắn, lưng có màu xám hay nâu xanh. Có những đốm đen nằm giữa lưng và những vết đen nằm bên hông. Ngay trên đỉnh đầu có hai vệt hình chữ V, một vệt chữ V tương tự nằm ở ngay đằng sau cổ. Đây là loài rắn không có nọc độc. Tuy nhiên, khi gặp nguy hiểm hay khi bị đe dọa, chúng sẽ uốn tròn cơ thể và uốn éo một cách ngoằn ngoèo. Với các họa tiết trên cơ thể mình sẽ tạo thành một vòng tròn xoay vô cực, làm kẻ thù bị lóa mắt. Bên cạnh đó, loài rắn này cũng phát ra những âm thanh gay gắt và giả vờ như thể sẽ tấn công, khiến đối thủ phải lo sợ và rút lui. Dù vậy, theo các nhà khoa học, loài rắn này sẽ không chủ động cắn đối thủ, bởi lẽ chúng sẽ bị lộ ra là mình không có nọc độc nếu cắn kẻ thù. Sở hữu được đặt cho cái tên rắn ăn trứng vì chúng có biệt tài ăn trứng. Chúng chỉ ăn mỗi một thứ duy nhất là trứng của các loài chim mà thôi. Loài này săn tìm trứng dưới đất lẫn trên cây, chủ yếu vào ban đêm. Tuy vậy, thỉnh thoảng người ta cũng thấy những con rắn này kiếm ăn suốt cả ngày. Rắn roi xanh. Rắn roi xanh hay còn gọi là rắn roi tây, thuộc họ rắn lục Colubridae. Chúng phát triển mạnh ở miền Nam Thái Lan và miền Nam Myanmar, sau đó là Malaysia, Singapore, Sumatra và Java, Indonesia. Rắn voi là một loài rắn hơi độc nhưng hiền lành. Chúng sống trong các khu rừng thứ sinh, nguyên sinh và trưởng thành, thường trên các thảm thực vật gần suối rừng. Màu của loài rắn này thường là màu xanh lục xám, nhưng cũng có thể là màu nâu. Loài này khác với rắn roi phương Đông ở chỗ có đôi mắt to hơn, thân hình mảnh mai hơn và không có đường màu vàng mỏng chạy dọc mỗi bên. 8 loài rùa kỳ lạ và hiếm gặp nhất hành tinh được con người phát hiện. Rùa tóc xanh. Loài rùa này có tên khoa học là Ilusa macrurus. Chúng sống ở sông Mary, Queensland, Australia. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài thực vật dưới nước. Đôi khi chúng ăn cả hạt, quả và ấu trùng của côn trùng. Bởi vậy vì sao rùa tóc xanh lại đặc biệt? Đó là bởi vì chúng có ngoại hình vô cùng đặc biệt, hay có thể gọi là trông rất ngầu, nhờ một đốm tảo màu xanh lá mọc trên đầu và thân, giúp chúng trốn khỏi kẻ thù ăn thịt sống dưới nước. Chúng còn có hai mấu nhô ra ở dưới cằm như hai chiếc râu. Đây là bộ phận giúp rùa tóc xanh cảm nhận môi trường xung quanh. Ngoài đặc điểm ngoại hình khác thường, rùa sông Mary còn có một dị biệt nữa nằm ở mông của nó. Nó có thể chìm hoàn toàn dưới nước trong nhiều ngày liên tục, một thành tích mà rất ít loài bò sát có được. Đó là nhờ một bộ phận đặc biệt nằm trong lỗ huyệt của nó. Lỗ huyệt có ở các động vật có xương sống nhưng không phải động vật có vú, có chức năng liên quan đến đường ruột, tiết niệu và sinh dục. Một số loài rùa nước ngọt thở bằng da khi chìm dưới nước, nhưng thở bằng lỗ huyệt như rùa tóc xanh thì rất đặc biệt và giúp nó ở dưới nước được lâu hơn. Rùa tóc xanh có thể thở dưới nước tới 72 giờ liền. Các túi là các tuyến hoạt dịch nằm trong lỗ huyệt giúp cho oxy trong nước khuếch tán và ngấm vào máu của rùa. Ngoài ra, một đặc điểm nữa khiến rùa tóc xanh trở nên độc nhất vô nhị là nó khác hẳn với các loài rùa khác. Nó là loài duy nhất còn sống sót trong chi của nó. Các nhà khoa học cho rằng, tổ tiên của rùa tóc xanh đã tách khỏi tất cả các dòng rùa còn sống khác từ hơn 18 triệu năm trước, tức là vài triệu năm trước khi tổ tiên của loài người và loài đười ươi tách khỏi nhau. Mặc dù được con người cho sinh sản rất nhiều trong hai thập kỷ 60 và 70 để phục vụ nhu cầu làm vật nuôi trong nhà, nhưng sau đó chúng gần như biến mất. Theo đó, sự phân bố của rùa tóc xanh trong tự nhiên là một bí ẩn đối với các nhà khoa học cho đến khi họ tìm thấy chúng và được công nhận chính thức là một loài vào năm 1994. Rùa gai Mata. Rùa gai Mata còn có tên gọi theo tiếng thổ dân bản địa là Mata Mata. Tên khoa học là Charles Fimbriata. Chúng được tìm thấy tại khu vực sông Amazon và sông Orinoco và là loài rùa duy nhất trong chi rùa Charles. Rùa gai Mata có sức sống khá khỏe mạnh,
thậm chí là dai dẳng. Chúng lại là những sinh vật ít vận động. Điều này dễ lý giải bởi chúng là loài vật sống ngụy trang hoàn hảo để săn mồi cũng như lẩn trốn kẻ thù. Được biết, rùa gai Mata Mata là một trong những loài rùa cổ đại còn lại trên trái đất. Chúng là loài rùa có hình dạng vô cùng ấn tượng và độc đáo. Chính vẻ ngoài đặc biệt đó khiến chúng trở thành bậc thầy ngụy trang ngay từ khi mới sinh ra. Khi nhỏ trông như một chiếc lá khô, nhưng khi lớn lên trông chúng lại như một tảng đá hay một khúc gỗ vô tri, bất động. Chiếc mũi dạng ống dài và nằm hướng lên trên là một lợi thế cho rùa Mata, bởi chúng có thể nằm hoàn toàn trong nước mà vẫn có thể hô hấp chỉ với một phần rất nhỏ nhô lên của lỗ mũi. Và cũng chính nhờ cách thở bằng mũi dài và nhỏ khiến con mồi trong nước và các sinh vật trên mặt đất khác khó có thể phát hiện ra chúng. Khi trưởng thành, chiếc mai trông như mảnh gỗ hay tảng đá đáy sông. Toàn bộ thân rùa Mata có những tua nhỏ và màu sắc cũng rất hài hòa với môi trường xung quanh. Điều này càng làm hoàn hảo thêm khả năng ngụy trang tuyệt vời của chúng. Khi trưởng thành, rùa gai Mata có thể đạt kích thước mai 45cm, trọng lượng 15kg và thậm chí là hơn thế. Hình dạng của chúng cũng thay đổi theo kích cỡ, từ hình chiếc lá cây với màu vàng đỏ thành khúc gỗ nâu vàng gồ ghề rất dữ dằn, ấn tượng. Rùa Mata ăn các loài cá nhỏ, côn trùng và các sinh vật nhỏ sống trong nước khác. Khi một con mồi vô tình đến lại gần, rùa lá Mata sẽ đẩy nhanh cái đầu của mình ra phía trước và há rộng miệng tối đa. Miệng của chúng có thể mở rộng và nhanh đến nỗi làm cho áp suất nước trong khoang miệng tụt giảm đột ngột và cuốn theo con mồi vào miệng. Đây cũng là cách săn mồi mà loài cá voi khổng lồ thực hiện. Ngoài lớp gai nhọn bao phủ toàn thân, rùa gai Mata còn sở hữu cặp hàm cực khỏe. Nếu con người cố tình trêu chọc, chúng có thể đớp thẳng vào tay kẻ quấy rối với lực cắn lên tới 18kg. Tuy khả năng bị đứt lìa ngón tay khó xảy ra, nhưng lực cắn này đủ sức làm dập xương đốt tay của một người lớn trưởng thành. Điều này cho thấy đây là một loài rùa cực kỳ nguy hiểm đối với con người. Rùa mũi lợn. Rùa mũi lợn là loài rùa nước ngọt duy nhất có cấu tạo chân trèo giống loài rùa biển. Chúng sống ở khu vực Australia và New Guinea. Đặc điểm nổi bật là chiếc mũi đặc biệt giống mũi lợn giúp chúng hô hấp khi nhô lên khỏi mặt nước hoặc hoạt động trên cạn. Rùa mũi lợn cũng bắt con mồi dưới nước tốt hơn với chiếc mũi nhạy cảm. Số lượng giảm đáng kể do săn bắt quá mức, làm đặc điểm hình thái, sinh thái và hành vi của loài này trở nên độc đáo. Rùa mũi lợn là một nhân chứng về tiến hóa và địa lý, phân bố từ New Guinea đến Úc. Loài rùa kỳ lạ này có lớp vỏ bằng da, mày mềm, màu xám hoặc ô liu. Con được có đuôi dài và hẹp hơn con cái. Rùa mũi lợn có thể đạt chiều dài khoảng 70cm, nặng hơn 20kg. Chúng ăn tạp, thực vật, động vật không xương sống và cá. Rùa mũi lợn có phạm vi sinh sống lớn và bơi bằng chân trèo như mái trèo, không giống các loài rùa nước ngọt khác. Rùa đầu to. Rùa đầu to thường sống ở vùng núi Đông Nam Á. Mai màu nâu nhạt, trơn mượt, đầu lớn, không thụt vào mai, được phủ bởi mảnh sừng cứng để tránh tổn thương. Rùa đầu to sống ở suối với dòng nước chảy chậm. Chúng nghỉ ngơi ban ngày và săn mồi vào lúc tối hoặc ban đêm. Thức ăn của chúng là động vật thân mềm và động vật giáp xác nhỏ. Loài này có đuôi rất dài, đầu có móc, gọi là rùa mỏ vẹt, xương sọ đặc và dày. Ở Việt Nam, rùa đầu to nằm trong danh mục bò sát của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Vườn Quốc gia Ba Bể, Khu Bảo tồn Tây Yên Tử, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Vườn Quốc gia Tam Đảo và phân bố ở khu vực miền Trung, Quảng Trị, Tây Nguyên. Loài này đang giảm số lượng nghiêm trọng do mất rừng nguyên sinh và săn bắt quá mức. Sách đỏ động vật Việt Nam liệt kê rùa đầu to với mức độ đe dọa hạng R. Rùa cổ ngắn bụng đỏ. Rùa cổ ngắn bụng đỏ là loài vật khá đáng yêu, thường được nuôi để làm cảnh. Mai rùa cổ ngắn bụng đỏ có màu cam ở viền bên ngoài và phần giữa bụng. Màu sắc sẽ nhạt dần khi rùa trưởng thành. Loài rùa này thường sống ở dưới nước, chỉ lên bờ khi làm tổ hoặc muốn phơi nắng. Một điều khá đặc biệt là khi phơi nắng, các chuyển động của cổ rùa sẽ khiến nước mắt chảy xuống miệng và họng của chúng trong khi chúng vẫn tiếp tục há và ngậm miệng, tương tự như hành động của loài chó. Thức ăn của rùa cổ ngắn bụng đỏ thường là côn trùng và các loài thân mềm nhỏ. Rùa bụng đỏ là loài rùa nước ngọt tương đối mới trong làng buôn bán rùa cảnh. Chúng thuộc họ rùa cổ bên hay rùa cổ gập. Nguyên do bởi khi chúng sợ hãi, thay vì rụt đầu vào trong mai như nhiều loài rùa khác, thì chúng sẽ gập cổ sang một bên. Loài rùa bụng đỏ rất nhút nhát, chúng chỉ cảm thấy an toàn khi ở dưới nước,
Nếu nuôi chung nhiều loài thì chúng cũng không thường làm phiền các loài khác. Có điều nên hạn chế rửa ráy cho chúng để tránh việc khiến chúng sợ hãi, căng thẳng. Rùa bụng đỏ phân bố chủ yếu là Florida và Georgia nước Mỹ. Chúng có tính cách hoạt bát, có thể thích ứng với môi trường trong thời gian rất ngắn. Ban ngày, chúng sẽ dành phần lớn thời gian để đi lại trên bờ, tận hưởng ánh nắng mặt trời, hay còn được gọi là phơi nắng nhân tạo. Rùa bức xạ. Được mệnh danh là loài rùa có chiếc mai đẹp nhất hành tinh, rùa bức xạ, một loài rùa có nguồn gốc từ Madagascar bị săn lùng giáo giết. Rùa bức xạ khiến không ít người ngạc nhiên về vẻ đẹp cũng như những đặc điểm có một không hai của nó. Rùa bức xạ là một trong những loài rùa được săn lùng nhiều nhất thế giới. Tuổi thọ kỷ lục được ghi nhận lên đến 188 năm. Chúng được xếp vào những loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Mai của chúng có vòm rất cao, trên mai có những đường nét tạo thành hình sao vàng. Nó cũng giống như những chùm tia sáng mặt trời nên người ta gọi là rùa bức xạ. Một số con trên mai có những điểm nổi lên. Chúng có cái đầu cực ngắn và các chi lớn với màu vàng bao phủ. Trong mùa giao phối, những con rùa đực thường có một số hành động kỳ lạ, ví dụ như hay lắc đầu và ngửi chân sau của con cái. Một số con đực còn áp lên mai của con cái để giữ cho con cái không đi xa. Chúng có tính cách rất chậm chạp nhưng thường xuyên ra ngoài gây sự chú ý với người nuôi chúng. Nuôi rùa bức xạ không quá khó nếu bạn nắm bắt được thói quen của chúng. Chúng thường phơi nắng, ăn uống và hoạt động theo thói quen nhất định. Khi nắm được điều đó, bạn sẽ biết lúc nào rùa bị bệnh. Vì một khi bị bệnh thì những thói quen đó sẽ bị lệch đi. Từ vài năm nay, môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt trái phép để lấy mai hoặc làm vật nuôi đang đẩy rùa bức xạ tới bờ vực tuyệt chủng. Rùa mai mềm Thượng Hải. Rùa mai mềm Thượng Hải, còn gọi là rùa mai mềm sông Dương Tử, là loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới. Nó được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ IUCN. Nếu nhìn vào kích thước, rùa mai mềm Thượng Hải có đầu dài giống như mõm lợn. Kích thước có thể lớn hơn 100cm và cân nặng khoảng 120-140kg. Mai rộng trên 50cm, đầu dài trên 20cm. Rùa này từng sinh sống ở sông Dương Tử và Thái Hồ, Trung Quốc và sông Hồng, Việt Nam. Nó là một trong những loài rùa hiếm nhất thế giới với số lượng giảm đáng kể. Mẫu vật cuối cùng bắt được trong tự nhiên là vào năm 1972 tại Trung Quốc. Các nỗ lực bảo tồn đang được thực hiện để bảo vệ loài này khỏi tình trạng nguy cấp. Rùa cổ dài phương Đông. Rùa cổ dài phương Đông là một loài rùa cổ dài phổ biến, còn được gọi với cái tên khác là rùa cổ rắn phương Đông. Độ dài của cổ rùa tỷ lệ thuận với chiều dài mai rùa. Trong một số trường hợp, cổ loài rùa này có thể dài bằng mai của nó. Loài rùa này thường được tìm thấy ở các khu vực nước ngọt nội địa, các hồ ở phía nam Australia. Rùa cổ dài phương Đông là loài ăn thịt, ăn nhiều loại động vật, bao gồm côn trùng, giun, nòng nọc, ếch, cá nhỏ, động vật giáp xác và động vật thân mềm. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ phóng ra một loại chất lỏng có mùi khó chịu trong khoảng cách 1 mét, khiến các loài động vật khác phải tránh xa. Đặc điểm này khiến chúng có thêm một cái tên phổ biến khác là kẻ bốc mùi. Mai rùa thường có màu đen, mặc dù một số có thể màu nâu. Nó rộng và phẳng với một rãnh sâu ở giữa. Các đường viền được viền màu đen ở những cá thể có màu nền sáng hơn. Phần dưới mai cũng rất rộng và có màu kem đến vàng với các đường chỉ khâu màu đen. Cổ dài và hẹp, điển hình của chi Chelonida và đạt chiều dài xấp xỉ 60% chiều dài mai. Cổ có nhiều nốt sần nhỏ nhọn và có màu xám đến đen ở mặt lưng, màu kem ở dưới, cũng như phần đầu hẹp. Con cái có xu hướng phát triển với kích thước lớn hơn và có cơ thể sâu hơn. Kích thước tối đa được ghi nhận đối với con cái và con đực khác nhau tùy theo phạm vi sống. Trong môi trường ở sông Murray, nó là 28,2cm và 24,4cm. Trong khi ở thung lũng La Trobe, nó chỉ là 21,6cm và 18,8cm. Người ta cho rằng điều này có liên quan đến năng suất của môi trường địa phương. 9 loài cá kỳ lạ và quý hiếm nhất hành tinh mà bạn khó tin là chúng thực sự tồn tại. Cá mắt thùng Thái Bình Dương. Được gọi là cá mắt thùng, sinh vật biển sâu này được Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey của Mỹ phát hiện bằng phương tiện điều khiển từ xa ROV. Được biết, các phương tiện được điều khiển từ xa này đã thực hiện hơn 5.600 lần lặn thành công và ghi lại hơn 27.600 giờ video.
Tuy nhiên, họ mới chỉ bắt gặp loài cá này 9 lần. Con cá kỳ lạ có hai hốc nhỏ ở vị trí bình thường của mắt và thay vào đó, đôi mắt thật của nó lại là quả cầu màu xanh lục phát sáng ở phía sau mặt, hướng nhìn lên đỉnh đầu. Được biết, đôi mắt nằm ở vị trí đó để cho phép sinh vật lạ này quét nhìn vùng nước phía trên khi tìm thức ăn, vì nó sống ở tầng nước rất sâu, nơi nguồn thức ăn ít ỏi, đồng thời cho phép nó xoay mắt nhìn về phía trước. Cơ thể của cá mắt thùng chủ yếu là màu tối, phần trên của đầu hoàn toàn trong suốt và đôi mắt của nó có thể nhìn thấy rõ ràng nằm thụt sâu bên trong. Theo các nhà sinh vật học tiến hóa, loài cá phát triển thị giác mạnh mẽ như vậy là do môi trường khắc nghiệt mà nó sống, nơi không có ánh sáng mặt trời nào có thể chiếu tới. Đôi mắt của cá mắt thùng được gọi là mắt hình ống, thường là của các sinh vật biển sâu, bao gồm võng mạc nhiều lớp và một thấu kính lớn, cho phép chúng phát hiện lượng ánh sáng tối đa theo một hướng. Ban đầu các nhà khoa học cho rằng, đôi mắt của cá mắt thùng cố định tại chỗ và dường như chỉ cung cấp một tầm nhìn đường hầm về bất cứ thứ gì ở ngay trên đầu con cá. Nhưng vào năm 2019, một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng đôi mắt kỳ lạ đó có thể xoay trong một tấm chắn trong suốt bao bọc đầu, cho phép nó tìm kiếm thức ăn và nhìn về phía trước. Ngoài ra, các nhà sinh vật biển cũng phát hiện ra rằng nó sử dụng những chiếc vây lớn và phẳng của mình để duy trì trạng thái bất động trong nước. Điều này có nghĩa là những sinh vật xung quanh không thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Những kẻ săn mồi ẩn nấp bên trên cũng không thể phát hiện ra con vật. Tuy nhiên, nó lại có thể nhìn lên phía trên để săn những con cá nhỏ và sinh vật phù du. Khi xác định được mảnh thức ăn phù hợp, cá mắt thùng tấn công từ trong bóng tối và nhanh chóng nuốt chửng con mồi. Để tránh nhìn vào mặt trời khi di chuyển vào vùng nước nông hơn, mắt của sinh vật này có thể xoay để nhìn về phía trước cho phép nó quan sát mình đang bơi ở đâu. Đôi mắt tuyệt vời của nó phát ra màu xanh lục tươi sáng và các nhà nghiên cứu tin rằng nó có thể đã phát triển một dạng bộ lọc ánh sáng cho phép bỏ qua ánh sáng mặt trời và tập trung phát hiện ra sự phát quang sinh học của cá nhỏ và sứa, những món ăn ưa thích của nó. Cá La Hán. Cá La Hán còn được biết đến với tên khoa học là Flower Horn, loài cá được ưa chuộng tại Việt Nam trong suốt nhiều năm. Nét đặc biệt của chúng là chiếc đầu có hình dáng ngộ nghĩnh, một tiêu chí quan trọng để đánh giá giá trị của con cá La Hán. Đầu càng ngộp càng có giá trị. Con cá La Hán thường có giá khá cao, dao động từ 400 đến 700 nghìn đồng trên một con cá giống. Con cá trưởng thành có thể lên đến cả chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng trên một con. Cá trưởng thành thường thừa hưởng những đặc điểm độc đáo từ cả cha lẫn mẹ, đặc biệt là màu sắc lấp lánh trên thân không giống ai. Chúng có đuôi xòe đẹp và vây thường dài, mắt không quá to, hai mang ngắn. Kích thước của cá La Hán trưởng thành thường từ 25cm hoặc 30cm, tùy theo loài. Cá La Hán rất hoạt bát, tò mò, thích bơi lội trong hồ và thường thích khám phá phách các vật làm cảnh như đá và cây thủy sinh, vì vậy nên thường được nuôi trong hồ trang trí. Cá vẹt nữ hoàng. Cá vẹt nữ hoàng Scarus vetula ngày nay là một loài cá dạng san hô xinh đẹp và thân thiện với thợ lặn. Vào ban đêm, nó là một túi chất nhờn ẩn giật, theo đúng nghĩa đen. Khi mặt trời lặn, loài cá này chui vào một kẽ hở và sử dụng các tuyến đặc biệt phía sau mang, tiết ra một bong bóng chất nhầy phồng lên trên đầu giống như một chiếc mũ lặn. Cái túi trải rộng về phía đuôi cá và trong vòng 30 phút hoặc lâu hơn, con cá sẽ nằm yên bên trong một cái túi chất nhờn rộng rãi này. Loài cá này có chiều dài cơ thể tối đa được biết đến là 61cm. Cá được có màu xanh lục nam, vảy trên thân có các vạch màu hồng da cam. Trên mõm và dưới cằm có các vệt màu xanh, một vệt dưới cằm kéo dài ngược lên mắt, một sọc xanh băng ngang mắt, một dải sọc chéo màu xanh từ gáy ngược lên vây lưng, hai thủy đuôi có màu hồng cam. Cá cái có màu nâu sẫm với một dải trắng ở sau gốc vây ngực kéo dài đến cuống đuôi, vây hậu môn màu trắng. Cá con xen kẽ các sọc ngang đen và trắng. Được biết, thức ăn của loài này chủ yếu là tảo. Cá đực có thể sống theo chế độ hậu cung gồm nhiều con cái cùng sống trong lãnh thổ của nó. Là một loài lưỡng tính tiền nữ, Scarus vetula cái chuyển đổi giới tính thành cá đực khi chúng đạt kích thước khoảng 25cm và đặc biệt tuổi thọ tối đa được ghi nhận ở loài này là 20 năm tuổi. Cá rơi môi đỏ. Cá Batfish là một loài cá biển thuộc họ Octocephalidae hay còn gọi là cá rơi môi đỏ. Chúng được tìm thấy ở vùng nước nông và dạng san hô ở nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cá Batfish có hình dạng kỳ lạ với thân hình dẹt và đầu giống như rơi. Chúng có thể phát triển dài tới 0,6 mét. Cá Batfish có nhiều đặc điểm độc đáo.
khiến chúng trở nên khác biệt hơn so với các loài cá biển khác. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là đôi môi màu đỏ khêu gợi giống như thiếu nữ. Đôi môi đỏ chính là để thu hút những con cá đực. Cũng nhờ đôi môi này, loài cá kỳ lạ có thể thu hút được bạn tình cũng như là mê đắm các con mồi nhẹ dạ cá tin. Ngoài ra, cá bát vít còn sở hữu đôi mắt rất kỳ lạ. Đôi mắt của cá bát vít nằm ở hai bên đầu, giúp chúng có tầm nhìn rộng hơn. Điều này rất quan trọng đối với chúng khi săn mồi trong môi trường tối tăm của vùng nước sâu. Thức ăn của bát vít là những con cá, tôm, giáp xác. Vây của chúng giống như những cái chân vững chắc. Khi trưởng thành, vây lưng của chúng có thể trở thành vũ khí lợi hại để thu hút con mồi. Cá bát vít thường sống thành đàn, di chuyển theo đàn để săn mồi. Chúng là loài cá khá nhút nhát, chỉ xuất hiện khi trời tối. Cá bát vít là loài cá có giá trị thương mại, thường được đánh bắt để làm thực phẩm và trang trí. Chúng cũng là loài cá phổ biến trong các bể cá cảnh. Cá sư tử. Cá sư tử là một trong nhiều loài cá biển có nọc độc thuộc giống Teroi của họ Scorpionidae, còn có tên gọi khác là cá Thổ Nhĩ Kỳ, cá rồng, cá mao tiên hay cá bò cạp. Cá sư tử có kích thước khoảng 6,2 đến 42,4 cm. Con trưởng thành trung bình đo được 38 cm và trọng lượng khoảng 480 g. Loài cá này có thể sống khoảng 5 đến 15 năm và cũng được mệnh danh là một trong những loài đẹp nhất đại dương. Chúng có các tua dài, thân có nhiều sọc màu đỏ, vàng, da cam, nâu, đen hoặc trắng. Đặc biệt với các gai lớn, tách biệt đã tạo ra một dáng vẻ tráng lệ tuyệt đẹp hiếm có của chúng. Tuy nhiên, đừng để vẻ ngoài của cá sư tử đánh lừa, vì chúng là loài cá rất độc. Một vết chích từ cá sư tử có những độc tố cực mạnh, có thể gây đau đớn tột cùng cho con người. Chỉ cần bị chúng đâm trúng bằng một gai về lưng thôi cũng đủ đau đến muốn ngất. Mặc dù độc của cá sư tử không đến nỗi gây tử vong, nhưng vẫn gây khó thở, nôn mửa. Được biết, hiện nay có tổng cộng 12 loài cá sư tử. Khác với vẻ bề ngoài như tiên và cặp môi buồn bã, chúng là sát thủ tàn độc hàng đầu. Thức ăn của cá sư tử là cá nhỏ, cá con hoặc cá có kích thước nhỏ, động vật không xương sống và thân mềm. Chúng bơi lội rất thong thả, chậm như đứng yên nhưng tốc độ đớp mồi thì nhanh đến mức mắt thường không nhìn kịp. Đặc biệt, loài cá này còn khôn ngoan đi săn theo đàn. Với bộ vây rộng, chúng dễ dàng lùa con mồi vào trong góc, sau đó thoải mái tận hưởng bữa ngon. Mỗi một lần đến lứa, cá sư tử cái lại hình thành hai cụm trứng có thể gồm 15.000 quả trứng. Chúng cũng sinh sản quanh năm nên thành ra con đàn cháu đống siêu nhanh. Trên khắp các dạng san hô của Đại Tây Dương, cá sư tử điên cuồng tàn sát và sinh đẻ. Nhờ bộ vây gai lưng siêu dài có độc, chúng an toàn khỏi tất thảy các sinh vật biển ăn thịt khác. Chỉ khoảng 20 năm sau ngày cá sư tử xuất hiện ở Đại Tây Dương, người ta ước tính sự đa dạng sinh vật biển đã giảm tới 80%. Tuy nhiên, nếu lại bỏ mớ vây gai lưng hoặc trung hòa độc, cá sư tử lập tức trở thành món ngon. Các thớ thịt của chúng tương đối dày, màu trắng đẹp mắt và mùi vị thì thơm ngọt giống như thịt cá mú. Cá trọi Betta. Cá trọi Betta, nguồn gốc từ Thái Lan, là một chiến binh tài ba trong đấu trường cá trọi. Với vẻ đẹp tuyệt vời trên cơ thể và đa dạng màu sắc, giá trị của loài cá này không thể đoán trước. Cá con có giá trị vài chục nghìn, nhưng cá lớn có thể lên đến vài nghìn USD, phụ thuộc vào khả năng thi đấu mạnh mẽ trên chiến trường của cá trọi. Cá trọi Betta có thân hình thon dài và phẳng như hình chữ nhật, với miệng nhỏ và hơi xiên. Đầu cá dốc xuống với đôi mắt to, vảy trên cơ thể to vừa tạo ra vẻ nổi bật. Các vây ở bụng hình thanh kiếm, vây lưng ở phần sau của lưng. Nhờ quá trình chọn giống, người ta đã tạo ra những cá trọi Betta với vây lưng và vây hậu môn vô cùng lớn và thướt tha. Màu sắc tự nhiên của chúng có nền đỏ nâu, được trang trí bởi những đường vân và chấm màu lam lục, tạo nên bức tranh sống động. Cá Ranchu Nhật Bản. Cá Ranchu là biểu tượng của sự quý phái trong thế giới cá vàng, nổi tiếng với vẻ ngoại hình độc đáo và đẳng cấp. Với hình dạng cân đối giữa phần đầu, thân và đuôi, Ranchu không chỉ là loài cá cảnh mà còn là tác phẩm nghệ thuật sống độc đáo. Khả năng bơi lội mạnh mẽ và cử động duyên dáng khiến Ranchu trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo. Cá Ranchu không vây lưng, thân hình trứng, được nuôi dưỡng với sự tận tụy là biểu tượng của đẳng cấp và quý phái. Trong thế giới cá cảnh ở Việt Nam và trên thế giới, Ranchu không chỉ là loài cá mà là tác phẩm nghệ thuật sống độc đáo, khiến cho giới chơi cá không ngần ngại bỏ ra số tiền đáng kể để sở hữu một chú Ranchu chất lượng. Cá đuối nước ngọt Polkadot.
cá đuối nước ngọt Polkadot, một biểu tượng của sự tinh tế và độc đáo trong giới cá cảnh. Xuất phát từ các con sông thuộc khu vực châu Mỹ, loài cá này nổi tiếng với vẻ ngoại hình độc lạ và màu sắc tuyệt vời. Hoa văn nổi bật và dáng bơi uyển chuyển làm cho Polkadot trở thành lựa chọn hàng đầu của người chơi cá cảnh. Với giá trị phong thủy và màu sắc độc đáo, cá đuối Polkadot đang là một trong những siêu phẩm của thị trường cá cảnh. Giá có thể lên tới 100.000 USD trên một con, khoảng 2,27 tỷ đồng. Đối với những người yêu thủy sinh, đây không chỉ là một loại cá cảnh, mà là một tác phẩm nghệ thuật sống độc đáo. Cá trạng nguyên. Cá trạng nguyên, có tên gọi khác là cá mó bông. Loài cá này sống chủ yếu tại các quần đảo san hô của khu vực Thái Bình Dương. Tên gọi của loài cá trạng nguyên xuất phát từ màu sắc của chúng, giống bộ áo của các dân trạng nguyên khi lên nhận phong chức. Loài cá này được dân chơi cá cảnh Việt rất ưa chuộng bởi màu sắc rực rỡ. Tại một số cửa hàng tại các thành phố lớn, mới bán loại cá này có lẽ bởi giá của nó khá đắt, lên tới khoảng 3 triệu đồng một con. Những con cá đực được bán với giá cao hơn, khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng một con. 9 loài động vật đột biến có hình dạng quái dị nhất trong tự nhiên khiến ai nấy đều sợ hãi. Rắn hai đầu. Gần đây, các nhà nghiên cứu sinh vật học tại Viện Nghiên cứu Sunshine Suburban ở bang Florida, Mỹ đã ấp 7 quả trứng của rắn sữa Honduras. Khi trứng nở, họ phát hiện ra một điều bất ngờ, đó là một cặp rắn song sinh và một con rắn bạch tạng hai đầu. Điều đặc biệt là loài rắn hai đầu thường chỉ xuất hiện trong truyền thuyết lại hiện hữu. Loài rắn, dù đã là sinh vật đáng sợ, nhưng rắn hai đầu lại khiến mọi người kinh ngạc hơn. Nó không chỉ có hai đầu mà còn bị bạch tạng. Tên của chú rắn hai đầu này là Huy và nó đã sống lên đến 8 năm. Điều này thật là hiếm bởi vì đối với hầu hết các loại rắn đột biến như Huy, hai đầu của chúng thường sẽ chiến đấu với nhau, thậm chí là tự tấn công lẫn nhau. Được biết, tỷ lệ xuất hiện một con rắn hai đầu là vô cùng hiếm, chỉ 1 trên 10.000 trứng. Và khi nó còn là rắn bạch tạng thì càng hiếm hơn. Thông thường, sinh vật bạch tạng chỉ có màu trắng, nhưng đối với loài rắn, bạch tạng chỉ là sự thiếu sắc tố màu tối. Do đó, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy màu cam trên cơ thể của con rắn này. Trong khi đó, Daniel Barker, một nhà nghiên cứu sinh vật học không khỏi thán phục. Tôi không thể tin vào những gì tôi thấy, mặc dù chúng khó sống trong tự nhiên. Nhưng trong môi trường nhốt, Barker tin rằng Huy có thể sống tới 20 năm. Những con rắn hai đầu thường có hai bộ não phát lệnh đồng thời, gây khó khăn trong mọi hoạt động. Khi ăn, hai cái đầu sẽ cùng nhai và thức ăn sẽ chỉ đi vào một bụng. Tỷ một mắt. Sự xuất hiện của động vật chỉ có một mắt là một hiện tượng đột biến gen, có thể dẫn đến tử vong ngay sau hoặc sau một thời gian ngắn sau khi sinh. Đột biến mắt đơn thường xuyên xảy ra ở động vật có vú, bao gồm cả con người. Theo giải thích của khoa học, dị hình này xuất phát từ sự cố trong quá trình hình thành não và khoang mũi. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của nó vẫn là do tác động của chất độc hại và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng trên trái đất. Thế nhưng điều đặc biệt đã xảy ra khi mà tại một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc, một câu chuyện kỳ lạ nổi bật khi một khỉ chỉ có một mắt ra đời. Con khỉ này được sinh ra như bất kỳ con khỉ nào khác, nhưng nó đã khiến cộng đồng phải kinh ngạc khi phát hiện rằng nó chỉ có một mắt duy nhất trên trán. Mọi người mô tả khuôn mặt của nó giống như khuôn mặt của lợn vì nó có đôi tai to và khuôn mặt hồng hồng. Ngoài những trường hợp đột biến nổi bật thu hút sự quan tâm toàn cầu, những trường hợp có mắt đơn được y học gọi là quái vật mắt đơn vẫn là hiện tượng khám phá. Ngoài ra, rùa, chó, chuột, gà, hươu và lợn cũng có nguy cơ gặp phải tình trạng này. Mèo hai mặt kỳ diệu. Frank và Louis, thường được gọi là Franken Louis, là một chú mèo hai mặt, hay còn được biết đến với tên gọi mèo săn nớt hoặc hai mặt với tuổi thọ ngoại dự kiến. Chúng đã đạt danh hiệu sách kỷ lục Guinness cho mèo hai mặt sống lâu nhất vào năm 2012. Hai khuôn mặt của chú mèo có tên là Frank và Louis, và đặc biệt, cả hai khuôn mặt đều tồn tại trên cùng một cái đầu. Mặc dù nhiều mèo hai mặt không thể sống lâu, nhưng Frank và Louis đã chứng minh điều ngược lại khi mà chúng sống đến tuổi 12. Mèo con này ban đầu được dự đoán sẽ chỉ sống vài ngày, nhưng nhờ sự chăm sóc của y tá thú y Martha Marty Steven, chú mèo đã sống và phát triển. Frank và Louis có một bộ não, hai khuôn mặt, hai miệng, hai mũi và ba mắt xanh. Mặc dù chỉ có một cái miệng chức năng, nhưng chú mèo độc đáo này đã vượt qua dự đoán của các bác sĩ thú y. Ếch trong suốt. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện và cất giữ khoảng 60 cá thể ếch bị đột biến tại thị trấn Grand Narron,
trong khu vực trung tâm Kyrmin của Nga. Được biết, những sinh vật này đột biến với lớp da trong suốt, có thể nhìn thấu được nội tạng, xương, thậm chí cả nhịp đập của con tim chúng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của hiện tượng này là tình trạng ô nhiễm nặng nề ở các nguồn nước, nơi mà loài lưỡng cư này trú ngụ. Các hóa chất độc hại có thể đã bị rò rỉ ra ngoài môi trường, ngấm xuống đất hay trôi theo các dòng sông nơi đây. Và đó là nguyên nhân khiến các loài lưỡng cư ở đây trở nên đột biến. Rất có thể, những đột biến này xuất hiện tại ấu trùng, ký sinh trùng xâm nhập vào những con nòng nọc và dần phát triển thành ếch con. Giới khoa học còn cho biết thêm, với tình trạng gây ô nhiễm môi trường như hiện nay, rất có thể còn nhiều loài sinh vật, không chỉ là loài ếch này trở nên đột biến và đáng sợ hơn trước. Bởi vậy, chúng ta cần nghiêm túc bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngay từ bây giờ. Cá mập bạch tạng một mắt. Một ngư dân Mexico vừa phát hiện bào thai một con cá mập bị bạch tạng và có duy nhất một mắt ngay giữa mặt. Bào thai của con cá mập một mắt này được cắt ra từ bụng của một con cá mập bò bị bắt ở vịnh California, Mexico. Ảnh chụp của con cá mập xuất hiện hồi tháng 7 và nhiều người cho rằng đó là tác phẩm của Photoshop. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sinh vật kỳ lạ này, các nhà nghiên cứu cá mập xác nhận con cá mập một mắt là thật, dù nó không thể sống sót ngay cả khi có cơ hội chào đời. Theo chuyên gia cá mập Felipe Galvan Magana thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Mexico, đây là một hiện tượng hiếm gặp. Trên thế giới, có không quá 50 trường hợp các sinh vật một mắt được ghi nhận. Con cá mập bị hội chứng gọi là Cyclopia, được đặt theo tên của một nhân vật trong thần thoại Cyclops, một rối loạn bẩm sinh hiếm gặp. Hội chứng này khiến phần não trước bị mất kiểm soát, dẫn tới hiện tượng không thể hình thành hai mắt như thường thấy. Những sinh vật hay người mắc phải hội chứng này khi chào đời đều chỉ có một mắt duy nhất nằm ở giữa đầu. Chú chó chỉ có hai chân. Phết là chú chó dễ thương như bao chú chó khác, chỉ có điều khác biệt là chú chó này chỉ có hai chân sau mà thôi. Thực ra Phết vẫn có hai chân trước, thế nhưng chân này quá nhỏ và người chủ của chú chó nói rằng chó mẹ đã cố gắng giết chết và sau đó bỏ rơi Phết. Con vật này ra đời vào giữa đêm Noel năm 2002. Khác với những chị em của nó có được bốn chân bình thường, nó chào đời với tật bệnh bẩm sinh. Hai chân trước nhỏ bé co ruột không sử dụng được, chỉ có hai chân sau may mắn lành lặn. Ngay chính mẹ nó cũng ruồng bỏ không chịu cho con vật đáng thương này đụng đến bầu sữa. Chủ nhân của con chó tật nguyền nghĩ rằng con vật khốn khổ không thể nào tồn tại ở trên thế gian, nên đã vứt bỏ nó vào thùng rác. Nhưng thật may khi có một người có tấm lòng là Sir Stringfellow đã mang con vật này về nuôi dưỡng. Bà giữ vững niềm hy vọng rằng con vật khốn khổ này sẽ có một ngày nào đó đứng dậy để đối diện với cuộc đời. Cho nên bà đã đặt tên cho nó cái tên Faith, tức là niềm tin. Hiện tại, Faith thích đi bộ. Bất kể là đi đâu, Faith đều thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Faith nhanh chóng trở nên nổi tiếng và xuất hiện trong rất nhiều bài báo cũng như show truyền hình. Thậm chí đã có một cuốn sách về chú chó này mang tên With a Little Faith. Đặc biệt, Faith cũng từng được cân nhắc để xuất hiện ở một trong những tập phim của Harry Potter. Xe nhện, phép màu của tự nhiên. Xe nhện độc đáo này xuất hiện ở Croatia và nó đã khiến mọi người ngạc nhiên với 8 chân cùng cả cơ quan sinh dục cái và đực. Những khoảnh khắc kỳ diệu và đầy ý nghĩa về sự sống sót của chú dê được chia sẻ rộng rãi. Mặc dù phép màu này không kéo dài lâu, nhưng ông Paparic, người chủ của chú dê vẫn ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ về phép màu tự nhiên trong vương quốc động vật. Chú dê được gọi là phép màu của tự nhiên, và mặc dù sống sót không dài, nó đã để lại dấu ấn đặc biệt trong trái tim người chủ. Cũng chính sự đặc biệt và tuyệt vời của dê nhện là nguồn cảm hứng cho những người yêu thú cưng và là bài học về sự mong đợi và kỳ vọng trong thế giới động vật. Mèo thiên thần. Một chú mèo ở Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa mọc ra đôi cánh độc đáo, mỗi cánh dài hơn 10cm. Chủ nhân của chú mèo được này kể, ban đầu chúng giống như hai cái bướu, nhưng rồi chúng phát triển nhanh chóng, chỉ sau một tháng đã trở thành đôi cánh. Trên cánh đã hình thành xương cứng cáp khiến con mèo trở nên như một thiên thần. Mặc dù chú mèo không thể bay với đôi cánh này, nhưng thỉnh thoảng nó có thể cử động được đôi cánh. Sự kỳ lạ này đã thu hút nhiều du khách đến thăm ngôi làng nhỏ. Còn chuyên gia đánh giá rằng đây có thể là do đột biến gen, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của con mèo. Chủ nhân của mèo cho biết, hiện tượng này xảy ra sau khi chú mèo bị một đàn mèo cái tấn công. Mấy tháng trước, đàn mèo cái tấn công dồn dập và sau đó đôi cánh bắt đầu mọc lên trên lưng con mèo. Còn các nhà khoa học thì cho rằng đây có thể là hậu quả của đột biến gen, thói quen gãy lông của mèo
hoặc do một bệnh di truyền trên da. Hổ trắng chúa sơn lâm đặc biệt. Hổ trắng, loài hổ được biết đến như là chúa sơn lâm, thường mang đến cho chúng ta những đặc điểm độc đáo. Trong đó Kenny, một chú hổ đặc biệt, chứng kiến sự biến dạng không giống ai. Sinh ra từ việc lai tạo cận huyết, chú hổ trắng này bị đột biến, trở thành một trong những chú hổ xấu xí nhất thế giới. Không chỉ vậy, Kenny còn mắc vấn đề về thị lực. Với mũi ngắn, mặt rộng, răng lòi, chìa và đôi mắt xa cách, chú hổ dễ thương này thường xuyên tỏ ra thân thiện mặc dù sống trong chuồng do khả năng thiểu năng. Được biết, những con hổ có dị tật do lai tạo cận huyết thường không sống lâu. Nhưng Kenny đã sống đến 10 năm trước khi qua đời vào năm 2008 vì một khối u ác tính. Susan Bass, đại diện của Florida Big Cat Rescue, nhận xét tích cực về Kenny, gọi chú hổ là một linh vật tuyệt vời, luôn yêu thương những người chăm sóc mình. Dự kiến khoảng 80% con hổ trắng mới sinh sẽ không sống sót và những con còn lại thường có tuổi thọ rất ngắn. Những con hổ trắng mà chúng ta thường thấy ở các sở thú là kết quả của nhân giống tại các vườn thú trên thế giới, thường lai giữa hổ Bengal và hổ Siberia, và việc nhân giống hổ trắng bị cấm ở Mỹ do nhiều vấn đề xung quanh sinh sản của loài hổ đặc biệt này. 7 sinh vật đột biến khổng lồ nhất từng xuất hiện trên trái đất. Loài động vật có bộ giáp siêu cứng với kích thước bằng cả chiếc ô tô. Cách đây từ 5,3 triệu đến 11.700 năm, một sinh vật đặc biệt được gọi là Cryptodon, có nghĩa là răng có rãnh, đã đi bộ trên trái đất. Loài động vật khổng lồ này dài hơn 3 mét và nặng tới gần 2 tấn. Chúng sinh sống ở Bắc và Nam Mỹ ngày nay. Ngoài ra, những con Cryptodon còn sở hữu một chiếc đuôi khá dài và khỏe. Đi kèm với đó là một bộ giáp bao phủ toàn bộ cơ thể với hơn 1.000 tấm vảy xương. Chúng là một loài động vật ăn cỏ với tính cách khá ôn hòa và không bao giờ phải lo lắng khi đối mặt với những kẻ săn mồi. Dựa trên thiệt hại được tìm thấy trên vỏ Cryptodon hóa thạch, các nhà khoa học tin rằng loài vật này hiếm khi bị các loài khác tấn công. Thay vào đó, chúng thường chiến đấu với nhau để giải quyết tranh chấp về lãnh thổ hoặc bạn tình. Chăn khổng lồ dài tới 15 mét. Titanoboa, loài chăn lớn nhất mà con người từng biết tới. Khi so sánh kích thước và hình dáng cột sống hóa thạch của chúng với các loài rắn và chăn hiện đại, các nhà nghiên cứu ước tính rằng cơ thể của chúng khi trưởng thành dài hơn 15 mét và nặng khoảng 1,1 tấn. Nặng gấp 10 lần một con chăn anaconda trưởng thành ngày nay. Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được lý do gì đã khiến cho loài chăn này có kích thước to lớn đến vậy. Nhưng có nhiều suy đoán cho rằng, vào thời kỳ Paleocene, khu vực Colombia là một khu vực nhiệt đới nóng ấm với mực nhiệt độ trung bình là 32 độ C. Chính khí hậu ấm áp của trái đất thời kỳ đó đã cho phép các loài chăn, rắn máu lạnh có được kích thước to lớn hơn so với những người họ hàng của chúng ngày nay. Loài chăn khổng lồ này sinh sống cùng thời đại với các loài khủng long như Mazangasaurus, Marsiacasaurus và Rahonavid. Với kích thước như vậy, Titanoboa có thể sẵn sàng xây tái những con khủng long để thỏa mãn cơn đói của mình. Về lý do khiến cho loài chăn khổng lồ Titanoboa tuyệt chủng, nhiều người tin rằng đã có những thời điểm nhiệt độ của trái đất đã sụt giảm, khiến cho loài động vật máu lạnh sẽ rất khó thích nghi với môi trường có nhiệt độ thấp. Loài lười mặt đất khổng lồ tạo ra những đường hầm đá bí ẩn tại Nam Mỹ. Những con lười ngày nay có kích thước tương đối nhỏ bé. Tuy nhiên, những người họ hàng thời cổ đại của chúng lại khác. Những con lười mặt đất cao gần 4 mét và có thể nặng hơn 4 tấn. Những con Megatherium từng đi lang thang trong các khu rừng ở Nam Mỹ. Các hóa thạch của chúng thường được tìm thấy ở Argentina, Uruguay và Bolivia, cho thấy loài quái vật này sống cách đây từ 400.000 đến 8.000 năm. Mặc dù có khả năng đi bằng 4 chân, nhưng chúng vẫn có thể vươn cao hết cỡ và đứng bằng chân sau để cuốn lấy những chiếc lá khó tiếp cận. Tuy nhiên, giống như những con lười hiện đại, những con lười đất khổng lồ có tốc độ di chuyển khá chậm. Có lẽ chậm hơn bất cứ thứ gì còn sống vào thời điểm đó. Những con lười đất có thể đào những đường hầm dài hơn 6 mét nhờ vào móng vuốt sắc nhọn và khổng lồ của mình. Tuy nhiên, chúng ta lại phát hiện được hàng nghìn đường hầm đá khổng lồ với dấu vết đào bới của loài này dài tới hàng chục mét. Theo các nhà địa chất học, thì những đường hầm to lớn như vậy có thể được tạo ra bởi những con lười mặt đất khổng lồ qua nhiều thế hệ khác nhau.
chứ không chỉ đơn thuần là do một cá thể hay một đàn. Gigantopithecus, loài linh trưởng to lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Loài vượn khổng lồ nặng tới gần 300 kg. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta mới chỉ phát hiện được một vài mẫu hóa thạch của loài linh trưởng cổ đại này. Các nhà khảo cổ học tin rằng chúng có thể cao tới gần 4 mét và có thể là tổ tiên của loài đười ươi ngày nay. Chúng sống ở Đông Nam Á trong khoảng 6 đến 9 triệu năm trước, khi tuyệt chủng khoảng 1.000 năm trước. Dựa trên các mẫu hóa thạch rằng từng được phát hiện, giới cổ sinh vật học tin rằng loài này có thể đã ăn thực vật, trái cây, hạt và thậm chí có thể là tre. Trong khi hầu hết các loài động vật tiền sử vào thời điểm đó kiếm ăn trong cả rừng và đồng cỏ, thì loài vượn cổ đại này chỉ sinh sống trong một môi trường duy nhất, đó chính là rừng. Và khi diện tích rừng bị thu hẹp, nguồn thức ăn của chúng cũng theo đó mà trở nên khan hiếm. Và đây cũng chính là lý do khiến cho loài linh trưởng khổng lồ này tuyệt chủng. Trên thực tế, phải đến năm 1935, con người hiện đại mới biết đến sự tồn tại của loài linh trưởng này. Sau đó, một nhà cổ sinh vật học người Đức có tên là Gustav von Königwau đã tìm thấy một số răng vượn ở Trung Quốc. Tê giác lông cừu, loài động vật thời tiền sử đầy lông lá đã lang thang ở Âu Á. Tê giác lông cừu trông rất giống tê giác ngày nay. Giống như tê giác châu Phi hiện đại, chúng cũng có một bộ hai sừng, một sừng lớn phía trước và một sừng nhỏ hơn ở giữa hai mắt. Tuy nhiên, điểm khác biệt với tê giác hiện đại là chúng có rất nhiều lông, với đầu và thân dài hơn, chân ngắn hơn. Tê giác lông cừu cũng có một cái bướu lớn sau vai. Trước khi tuyệt chủng khoảng 14.000 năm trước, tê giác lông cừu đã lang thang khắp nơi. Hóa thạch của nó đã được tìm thấy ở Tây Ban Nha, Siberia và Hàn Quốc. Do đó, tê giác lông cừu đôi khi xuất hiện trong các bức tranh hang động cổ đại, mặc dù không thường xuyên như voi ma mút hoặc bò rừng. Vào năm 2020, người dân địa phương ở Đông Siberia tình cờ bắt gặp xác một con tê giác lông cừu non đông lạnh trong băng tan, lớp băng vĩnh cửu bảo tồn ruột, lông và thậm chí cả sừng của con vật này. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có ai nói về việc cố gắng tái tạo và hồi sinh tê giác lông cừu, theo cách mà một số người muốn tái tạo loài voi ma mút. Chuột lang thước 68 kg, ung dung giữa đàn cá sấu nhờ khả năng đặc biệt. Chuột lang nước không chỉ có vẻ ngoài dễ thương, mà chúng còn được đánh giá là hoa hậu thân thiện trong giới động vật. Khi rất thích giao du với nhiều loài khác, từ chim, mèo, khỉ, cho tới các loài ăn thịt như cá sấu. Sống chủ yếu ở Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, và có xu hướng sống thành nhóm lên tới hàng chục con. Chuột lang nước có kích thước khổng lồ, khi trưởng thành có thể nặng tới 68 kg, cao khoảng 60 cm, dài 1,2 m. Khác với các giống chuột khác hay gặm nhấm phá hoại rau củ, gây hại, loài này chủ yếu ăn cỏ. Chuột lang nước coi phân của chúng như là một nguồn thực vật đường ruột do vi khuẩn giúp tiêu hóa cellulose, có thể trích xuất tối đa của protein và vitamin trong cỏ. Loài chuột này còn có thể nôn ra thức ăn nhai lại một lần nữa, giống châu bò. Đúng với tên gọi của nó, loài chuột khổng lồ này đặc biệt thích nước. Chúng là những vận động viên bơi lội xuất sắc, nhờ bàn chân có màng giúp loài chuột này dễ dàng di chuyển trong nước. Chuột lang có thể lặn và ở dưới nước tối đa 5 phút, thậm chí loài gặm nhấm này có thể giao phối hay ngủ ngay khi ở dưới nước mà chỉ giữ mũi của chúng ra khỏi nước. Việc bơi lội giỏi giúp chúng không ít lần thoát khỏi sự truy đuổi của mèo hoang, đại bàng hay rắn anaconda. Với lợi thế đôi chân khổng lồ nên dù có kích thước to lớn, nhưng loài gặm nhấm này có tốc độ chạy rất nhanh, tối đa lên tới 9,8 m/giây, tương đương với tốc độ chạy của một cầu thủ bóng đá. Với khả năng này, chuột lang nước sẽ nhanh chóng tẩu thoát khi nhận thấy nguy hiểm. Loài chuột lang nước này rất thân thiện nên được mệnh danh là sứ giả hòa bình của thế giới động vật. Chúng không bao giờ chủ động tấn công, sống hòa thuận với tất cả các loài, thậm chí gần như không bao giờ từ chối các con vật khác cưỡi lên mình, nên nhiều người gọi chúng là cái ghế biết đi. Vì vậy, các loài vật rất thích lại gần chuột lang nước. Và cũng vì thế mà hình ảnh con chim, con khỉ ngồi trên lưng chuột lang không phải là xa lạ. Ngay cả loài cá sấu hung dữ cũng không làm chuột lang nước sợ hãi. Đôi khi nó thản nhiên nằm cạnh con cá sấu mà chẳng lo lắng gì nữa.
khổng lồ ở Amazon. Rết có thể được tìm thấy ở hầu như mọi môi trường sống trên trái đất, nhưng không loài nào ấn tượng bằng rết khổng lồ Amazon. Nó còn được gọi bằng một cái tên khác, đó là Scolopesa gigantea. Đây là loài rết khét tiếng vì có kích thước lớn nhất thế giới. Mỗi con trưởng thành có thể dài trung bình tới 30cm. Không chỉ thế, chúng còn được trang bị nọc độc cực mạnh và có thể ăn thịt cả rơi. Đây là lý do mà chúng được người dân bản địa gọi là rết săn rơi. Trong một bài báo được đăng tải năm 2005, người ta mô tả loài rết này có thể săn và ăn thịt tới 3 loài rơi khác nhau ở khu vực này. Đây có thể coi là một thành tích cực kỳ ấn tượng, bởi rơi là con mồi di chuyển rất nhanh và có giác quan nhạy bén. Được biết, rết khổng lồ Amazon phát triển hai loại chiến thuật giúp chúng dễ dàng hạ gục những con mồi với kích thước to lớn hơn. Chiến thuật đầu tiên, đó là chúng lặng lẽ bò lên vách và trần tại các hang động, rồi tiếp cận những con rơi xấu số đang bám đậu tại đây. Loài rết vốn dĩ nổi tiếng với đặc trưng có một cặp chân cho mỗi đốt trên cơ thể, nhưng cặp chân ở đốt đầu tiên của chúng được sửa đổi thành một công cụ giống như gọng kìm. Vũ khí này giúp chúng kẹp chặt con mồi và gây ra những vết thương nặng. Đáng chú ý đối với rết Scolopesa gigantea, đó là chúng thậm chí có thể tóm lấy những nạn nhân xấu số đang bay giữa không trung bằng cách treo mình trên trần hang bằng cặp chân sau cùng, giống như những sợi dây leo rủ xuống. Kỹ năng thứ hai khiến chúng thực sự trở thành sát thủ khi có thể hạ gục được cả những con mồi kích thước lớn là trang bị nọc độc cực mạnh. Nhóm nghiên cứu từng chứng kiến một con gigantea bám vào trần hang trong khi ăn xác rơi Megalophila. Để săn được con mồi, chúng chỉ dùng 5 cặp chân cuối cùng để treo lơ lửng, giữ chặt con rơi bằng 8 cặp chân đầu tiên. Con rết bắt đầu ăn quanh cổ rơi, tiếp tục đến phần ngực, sau đó tới phần bụng. Khi các nhà nghiên cứu thu thập 2 mẫu vật, con rết đã ăn khoảng 35% khối lượng cơ thể rơi. Dù rết khổng lồ là mối đe dọa lớn đối với rơi, rắn và nhiều động vật có xương sống nhỏ khác, nhưng chúng không quá nguy hiểm với con người. Vết chết của rết gây đau đớn, sưng vù, hoại tử mô và nhiễm trùng, nhưng chưa đến mức gây chết người, trừ khi bị đốt lần hai hoặc sốc phản vệ. Các bạn thân mến, thế giới tồn tại rất nhiều loài sinh vật đáng sợ nhưng đầy kỳ lạ mà cho tới ngày nay vẫn là bí ẩn đối với con người. Chúng xuất hiện rất ít trước mắt con người nhưng luôn khơi gợi trí tò mò, tưởng tượng và tạo ra sự sợ hãi đối với con người. Chúng đã trở thành chủ đề trong rất nhiều bộ phim khoa học, tài liệu, sổ sách hay thậm chí là cả bài hát. Thế nhưng những sinh vật này có thực sự tồn tại và tồn tại bao giờ? Hay đơn thuần chỉ là sự lừa đảo hoặc kết quả của trí tưởng tượng của con người? Và dù bạn có tin hay không, thì nếu bắt gặp nó ở đời thực hay trong mơ, thậm chí là chỉ nghĩ đến nó cũng khiến bạn vô cùng sợ hãi phải không nào? Bạn nghĩ sao về những sinh vật khổng lồ và đáng sợ ở trên? Hãy cho chúng mình biết suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận và đừng quên dành tặng Vũ trụ Huyền Bí một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá thú vị khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!